Xin chào quý vị các bạn, trên hình các bạn thể thấy đây là điện thoại Samsung Galaxy Samsung E2510 dạng gập đang có mặt tại Di động Cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình của điện thoại Samsung E2510 lỗi hỏng, màn hình không lên, màn hình khởi động lúc lên lúc không chập chờn, cần một địa chỉ thay mới màn hình cho điện thoại Samsung E2510. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 Di động Cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Samsung E2510 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có đầy đủ tất cả linh kiện trên E2510, phụ quá trình thay mới, sửa chữa các bạn khi cần. Khi lỗi màn hình của Samsung E2510, quý các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Cảm ơn quý các bạn.